nhớ ta mình hàng y ư an cơ ý ô khoai giang ở kê bang program samo mo sa cho cho mang kinyu la nyu po dai yang sat kenang bai ben sabun khoai yang sat mo bin po kon kyang ko long yesu khoa ra ko po ko nyu sa no po mu mong ngit samo yesu khoa hau kran ko yu po min lai ko kinyu จาระเลยปอบปลาก็ตัวอํานารําเรสังเนอํานาตะคือโยสังอนุนหังตอตะสาตานปอบปลาก็ปูญปูยิมจาญูทอดีตอเจเลยะกอจีและกอปอได้อย่างสาดกนังใบเป็นสมบูรณ์ตะตะกอกนังปอเป็นสมบูรณ์ดาหมอปอได้อย่างสาดอนุนอนาบากีปอได้อย่างสาดกนังใบเลย ยานึงกญูอํานาปกรีสามอปลาก็ได้อย่างสัตว์ทางเทียนงานไปอย่างเตอนุนเดชตาเตคุณเลยลมสาโจมรุยกตางหังหมอยกทองดาวข้าวปานไปลงอยู่ซีดกนางตํายูดอกนงสามอลมเจโกกตางฮอกบนูมเร โอนุนอนามะนิพังดาวยูอะเวทาวทางปะพาดุนนำสมะโปปุโหตมโยกตมละกะโอโปปุตตมกอโยปะพาลมยังสัตตะเปะมงสาโจมนุยยูยูไปดุมอนิตะปรอกเป็นสามะอุโหอนุนยูละ ก็อํานาจและก็สังก็ตะยะเลลมตรูญูปุสังกิวะเมอนุญูนาวหังสาเรสักลอบะญูกญูมุตตะอํานังนุนโตจรุญุตตะปะนุนจีสัตลอบะโตตมอนุญังปะยังเตเวนีกะอิออคริสโตควา
phải nói nghe gì mà chỉ thấy buồn cười. Đó là cái tội kiêu ngạo của con người. Nó khởi đi từ cái vườn địa đàng và đến thời Chúa Giêsu cũng như thời của chúng ta. Con người ta nó chán ra cái chỗ là kiêu ngạo, nhiều khi mang nghĩ không có ra. Mình có là cái gì đâu mà mình cứ tự cao tự đại. Cái bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đó, chúng ta bắt gặp hình ảnh của những người chứng kiến được Chúa Giêsu trừ quỷ. Lẽ ra là khi mà họ thấy Chúa Giêsu trừ quỷ thì họ bất phục và họ tin vào Chúa Giêsu, nhưng không, lòng tin của họ chai đá và họ nói với Chúa Giêsu rằng là ông này ông dựa vào thế tính quỷ để trừ quỷ. Và một số khác thì chúng ta thấy thách thức, bảo rằng là Chúa Giêsu phải làm một cái dấu lạ để tin vào Chúa. Qua cái lòng cứng tin của những con người đó, Chúa Giêsu nói với những người đó, và có lẽ Chúa nói với mỗi người chúng ta, nếu mà một cái người nào đó mà chia rẽ thì chắc chắn trong cái gia đình đó nó chia rẽ. Chẳng có bao giờ mà đi thành tướng quỷ mà đi trừ quỷ cả. Và qua cái người nhất đó, chúng ta phải được mời gọi đi mời Chúa Giêsu, và đặc biệt chúng ta phải sống cái sự khiêm nhường khiêm tốn của chúng ta. Ngày mỗi ngày chúng ta thấy từ gia đình cho tới cộng đoàn cho tới giáo xứ, ai cũng nghĩ mình là nhất, ai cũng nghĩ mình là hay, và mình cứ tưởng mình giỏi thì cuối cùng cái cộng đoàn đó nó tan nát, cái gia đình đó nó sẽ tan nát. Trong một gia đình, trong một cộng đoàn, mỗi người góp phần để mà tôn tạo gia đình mình, tôn tạo giáo xứ của mình. Ngày qua mang đi theo chơi để coi các mỹ tập múa, rồi coi nguyên một cái nhà chuẩn bị tập cái tiết mục đâm trâu để cho chuẩn bị đặt lễ. Muốn cho một cái tiết mục đó nó thành công, muốn cho cái tiết mục đó nó hay, thì mỗi người phải từ bỏ mình để cùng với tất cả tập thể, để mà cùng có những cái cử điệu nó đẹp, những cái cử điệu nó hay. Trong một cái nhóm múa 20 người, tôi cứ tưởng là tôi múa đẹp, há là cũng giống như con khỉ đột đó, cuối cùng nhìn nó có ra. Rồi trong cái nhóm mà đông trong cũng như vậy, mỗi người một nhạc cụ, mỗi người một khí cụ để mà biểu diễn, để mà hòa lại cái nét văn hóa xa lai của mình. Trong cái nhóm đó có mười mấy con người, nhưng mà bây giờ thử đi, cái anh mà cầm chiên anh chật nhịp cái, cái anh mà cầm cái khiên và cái anh mà đi đâm con trâu chật nhịp cái, cuối cùng coi đâu ra gì hết. Đó là những cái chuyện rất nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Mấy đứa bé trong cái lớp giáo lý, rồi mấy anh chị giáo lý kia, rồi những người lớn tuổi, rồi những con khôn trong giáo xứ cũng vậy. Nếu như mình biết khiêm tốn, mình nhìn nhận mình chỉ là một phần tử để mà góp lên cái tập thể này, thì mọi chuyện nó đẹp và nó hay lắm. Còn nếu như mình nghĩ mình tài, nếu như mình nghĩ mình giỏi, thì hóa mình chính là cái người gây chia rẽ. Người ta vẫn thường hay nói ma quỷ thì xin cho đừng có ma quỷ vào gia đình con, đừng cho ma quỷ vào trong cộng đoàn con, đừng cho ma quỷ vào trong giáo xứ con. Nhiều khi ma quỷ buồn cười lắm, ma quỷ từ chính trong cái con người kiêu ngạo của mình nè. Nếu như trong một gia đình mình biết từ bỏ mình biết hy sinh cái tôi của mình bỏ cái ý riêng của mình để mình làm chung ý của tập thể, ý của cộng đoàn, thì lúc đó gia đình mình nó bình an thôi.
Bây giờ trong một cái cộng đoàn tôi có 10 người, bỗng nhiên có 1-2 người đó có thành siêu sao. Cái người ta nhìn vào người ta nói đó đâu phải là cộng đoàn nữa, mà là cái nơi đó, là cái nơi mà người ta tranh giành và người ta khoe tài năng. Trong cái nhóm cộng chiên của mình, trong cái bài múa ngày hôm qua có cái bài là trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nhỏ bé thôi. Không biết là mình có múa nhưng mà mình có đặt cái tâm tình mình vào trong cái bài múa đó không? Xin cho con một chỗ nhỏ bé trong trái tim Chúa để con góp phần gửi hình của cái bài múa đó nó đẹp, trong cái bài đông chân cho nó hay. Còn nếu như mình nghĩ mình là nhất thì mình sẽ vô tình hay cố ý mình phá bình cái sự hiểu nhất đó. Nên như công trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta cũng vậy thôi. Như ma nói, nhiều lần ma nói, một người thì dạy giáo lý, người thì quét rác, người thì nhổ cỏ, người thì kéo chuông. Mỗi người làm nên cái giáo xứ này. Nếu mà ai đi tới nhà thờ cũng nghĩ mình là nhất thì cuối cùng cái nhà thờ này nó đi về đâu? Sáng sáng mà ba thấy nhìn mấy mình đi làm cỏ cái hương lắm, làm vệ sinh cái hương lắm, ai sẽ là cái người dọn dẹp vệ sinh cho cái nhà thờ này nó sạch? Và chính vì thế ngày hôm nay bài tin mừng Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta, cái con quỷ nó đừng nằm trong mình, là con người của mình nè. Khi mà mình đổi cái con quỷ của mình lên cái tôi của mình lên đó, thì mình sẽ phá cái cộng đoàn của mình, mình sẽ phá cái tập thể của mình sẽ phá cái giáo xứ của mình và mình phá cái ca đoàn của mình. Trong cái ca đoàn cũng vậy, 15 người người ta đang hát hay rồi, mình tưởng mình hát hay hơn chứ mình hát to hơn, thế là cuối cùng ra gì hết. Tất cả cần phải sự hiểu nhất với nhau. Xin Chúa thêm hơn cho mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta từ bỏ cái tôi của mình, để chúng ta xây dựng gia đình của mình, xây dựng cộng đoàn của mình, và đặc biệt xây dựng cái giáo xứ của mình. Chuẩn bị mừng 50 năm là bao tin mừng, nó sẽ có chất lượng và nó sẽ có hiệu quả nếu như mỗi người chúng ta hiểu nhất và yêu thương nhau. Còn nếu như chúng ta chỉ chạy theo những cái bề ngoài, những cái lễ hội sống xa xa xỉ mà chúng ta không hiểu nhất với yêu thương nhau, đều vẫn tiền.